Xin chào mọi người. Chiều hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con Lenovo ThinkPad L580 nha mọi người. Đây là cái dòng mà màn hình 15.6 inch, màn hình Full HD. Mẫu máy được sản xuất năm 2019. Máy là cực kỳ ok, mình đã đặt tên nó là B02 nha mọi người. Nó mã như vậy để cho dễ nhớ. Đây, các ngõ kết nối. Cái vỏ ở ngoài thì mình thấy cũng khá là đẹp, chỉ có hằn cái dấu giống như trước đây người ta dán cái gì nó hơi mờ mờ thôi, không ăn thua gì hết. Tại vì nó màu đen á, nhìn nó cũng không có phủ cái lớp nhung hay lớp gì hết, nó đen trơn. Thành ra là nhìn nó cũng khá là sạch sẽ, không bị cứng móp. Còn đương nhiên là đã qua sử dụng thì nó phải có cái dấu mà mòn đã qua sử dụng rồi mọi người ha. Đó, máy thì như thế này, trơn đen, nhìn nó cũng khá là sạch sẽ. Nhưng mà nó không có mới toanh thôi, tại vì đó là cũ mà, cũ đã qua sử dụng. Ngõ sạc Type-C nè, ngõ kết nối Type-C, USB, HDMI, thẻ nhớ, mạng LAN, nguyên một dãy luôn. Các ngõ kết nối là tập trung hết đầy đủ ở bên trong. Màn hình 15.6 inch Full HD và đẹp, không có lỗi lầm gì hết hả mọi người. Không có lỗi lầm gì hết trơn á, màn hình rất là đẹp luôn, Full HD. Có webcam rồi đầy đủ, phím thì cũng đẹp nha mọi người, không có bị bóng. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế là ok, vẫn giữ nguyên bản được, êm mềm zin xịn của phím Nhật. 15.6 thì nó thì cũng phù hợp với nhiều người, đặc biệt đó là ví dụ như những ai mà liên quan tới việc đánh máy nhiều hoặc kế toán hay gì đó mình làm việc rồi vậy á, thì là cầm bấm số nó cũng nhanh nè. Và đương nhiên là ThinkPad thì bấm phím lúc nào cũng là sướng rồi. i5 Gen 8, bàn re chuột rất là mượt nha mọi người, không có bị mòn một tí nào. Chung là máy này thì nhìn chung mà nó cũng khá là sạch sẽ, đẹp tương đối, tại vì mình không thấy cứng trầy xước chỗ nào hết, chứ còn là gọi là nó tương đối. Còn kêu đẹp thì cũng không có thể nào mà đẹp ken được, đẹp là nó rất là đẹp nha mọi người. Còn này thì nó tương đối thôi. Như mình quay đây, phím thì cũng có dấu hiệu hơi bấm rất là nhẹ thôi, nhưng không có ăn thua gì. Nhưng mà đây nè mọi người, nhìn nè, đó, nó nhìn như thế này nó cũng đâu có tới nỗi xấu gì đâu ha. Nó máy là cực kỳ ok. Mình chế series máy là được sản xuất tại tại Japan nè, đó là 2019 nha mọi người. Bây giờ là bấm cái cấu hình là i5 Gen 8, RAM 16 GB. Với cái Gen 8 mà RAM 16 thì mình nghĩ là làm việc văn phòng là thoải mái rồi. Cái RAM này sau này mà ai thích thì nâng cấp cũng được luôn, nhưng mà thực sự mình nghĩ là Gen 8 mà RAM 16 là thoải mái rồi, không cần nâng cấp gì nữa mọi người ơi. Cứ vậy là sử dụng thôi. SSD là 256 GB. Mình muốn nâng cấp SSD đều được hết ha, lên 512, 1T gì tùy. Còn đây là cái bản zin ở bên Nhật về, nó sao là mình để như vậy. Đây nè, i5 Gen 8. Gen 8 thì thoải mái, thêm bắt nữa. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này ha. Đây, màn hình rất là đẹp, Full HD. Phím cũng đẹp nữa. Máy là cực kỳ ok, không có lỗi lầm gì hết ha mọi người. Rồi, nói chung là toàn là ưu điểm thôi. Pin thì trên 3 giờ. Và mình báo giá mọi người máy kèm sạc Type-C zin mã B02 như nãy giờ mình view đây. Giá của nó là 5 triệu 9. Vậy cực kỳ tốt, nó mà muốn một cái con mà để mà mình cày, mình sử dụng nhiều nè, làm việc văn phòng nhiều và nó bền, khó hư, sử dụng sướng nữa thì con này là cũng rất là ok luôn á. Đây ha, ai chốt thì inbox mình cọc 1 triệu. Rồi số còn lại thì mình thu hộ, mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện ha. Máy là có bao zin, không hề sửa chữa gì hết trơn. Trước khi gửi hàng cho mọi người lúc nào mình cũng dán cái tem của mình. Nếu mà mọi người mà là thợ, mọi người muốn kiểm tra máy thử thử là có đúng như mình nói hay không, mọi người chỉ cần gọi điện video cho mình cơ. Bây giờ tôi mở máy nè, tôi mở nắp máy tôi xem thử có đúng hay là sai nè, có zin hay không, thì mọi người mở thì chỉ cần video cho mình là được ha mọi người ha. Mình có bao zin nên mọi người yên tâm, ai muốn mở thì cứ gọi điện video cho mình. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.